Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Duy Vũ Audio. Kênh bên em chuyên mua bán các mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đúng hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay giới thiệu với anh em một số mặt hàng dòng là Mitsuo. Tất cả đều là hàng này là Mitsuo 7 anh em. Những dòng là thương hiệu nha anh em. Dòng này là nói về thương hiệu Mitsuo thì dòng này là ca là rất là hay. Nói chung thương hiệu này là nó là nói về Mitsuo nó cũng cũng có nổi tiếng anh em, nó là hàng thương hiệu nha anh em, hàng là ri cạc anh em, ri cạc nè. Thì dòng này model nó là C9 anh em, C9 ha. Và dưới đây thì cũng dòng dưới đây thì thằng M77 367 nè, nó cũng giống như thằng của thằng ri cạc, cái bo nó cũng giống đó, nhưng mà nó hiệu khác. Thằng này thì giá nó rẻ hơn, thằng này nó giá nó cao hơn. Thì nói chung cái này thì cái dòng này tay là nó đẹp anh em, đẹp nha. Cái dòng này thì ở bên bển nó làm sẵn, nó dọn sẵn cho mình, chứ về thì mình chỉ bán thôi. Nói chung anh em về xài nó chung cái này không có chê đó, nói chung nó đẹp anh em, nói chung nó đẹp. Thì còn những anh em nào mới vào kênh thấy hay đăng ký kênh ủng hộ để xem mặt hàng bên em nha. Và những anh em nào mà có mua mixer gì đó thì chuẩn bị đón xem video và hàng em đang về. Thì những anh em nào có nhu cầu cần mixer thì xem video tiếp theo nha. Thì hẹn anh em những video đó thì ngày mai em sẽ đăng. Thì hôm nay thì em nói về Mitsuo anh em. Anh em xem chiêm những chút xíu em rồi em nói về chi tiết dòng Mitsuo anh em. Từ đẹp tới thì hàng em sẽ đăng lên chi tiết cho anh em chơi nha. Tại cũng đầu cái này hàng ham quá nó về cũng lai gai. Và nói chung công việc cũng sắp xếp nó gia đình nó gần xong. Thì đây anh em xem dòng Mitsuo ha. Mitsuo nói chung đẹp nè, đẹp, nó đẹp. Quá đẹp luôn. Thì ở đây thì cái anten đó anh em, cái anten nó đi ra cạc nữa ha. Cái anten nó là cũng ra hiệu của hãng luôn anh em, ria cạc nha. Cái dòng ria cạc thì anh em hỏi yên tâm đi, nó nổi tiếng rồi. Mấy cái dòng này thì thường hàng này hàng bãi bên Trung Quốc về anh em, nhưng mà nó là thương hiệu anh em yên tâm. Những cái dòng nào chất lượng bên em mới làm. Anh em cứ yên tâm ha, em cứ săn hàng để em bán cửa hàng những mặt hàng là nói chung là chất lượng em mới làm. Nói chung bên nào còn nào mà hàng cỏ là cho nó cỏ luôn, làm thêm gì đó cho chất lượng anh em. Nhưng mà sau này em cũng về làm dòng dòng chất lượng, dòng qua chuộng luôn. Đó anh em xem ha. Đây em M367 anh em. Cái này gọi là nó đúc 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 H, đúc H là phải. Cái này xíu em sẽ áo về bên trong cho anh em xem ha. Nói chung cái bộ này cũng mấy cái bộ này cũng lâu rồi, còn dưa cạt thì mới về. Nói chung mà cái anh em để ý nha, ba cái bộ này á, thì nó là có tự ngắt anh em, tự ngắt nha, nhưng mà nó rất hay, nó tuyệt vời hay luôn, nó không thua gì ria cạc đâu, nhưng mà ria cạc thương hiệu nổi tiếng hơn. Thì hàng ria cạc không có tự ngắt anh em, không có tự ngắt nha, tại ria cạc bản thân nó tất cả dòng model nó không xài tự ngắt, do nó không làm thôi chứ nó vẫn là hay. Đây là còn những cái tay đó đây. Thì em về được cũng nhiều bộ anh em, nhiều cái thôi ha. Và bắt đầu em sẽ bỏ thì tí xíu em sẽ tháo anh em, để cho này thì để em giới thiệu về anh em ha. Bây giờ em lấy một cái tay nha, đây là một cái tay ghi cạc anh em, đây là ghi cạc anh em nhìn nè, nó có phía dưới là ghi cạc này ha. Thì này, nói chung là mới đẹp lắm nè anh em. Đây nè, đây là nó để ghi cạc là model M9 nè. Đó đây là cái món mắt thì mắt không có mắt 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 hồng ngoại để nó nhận cái giữa cái con này nè, mình thêm mình đưa này vô nè, nó này nó nhận với nhau đó. Nói chung đi cạc anh em hỏi chơi anh em đi cạc là anh em nó cái bít cũng cái đầu bít nó đi cạc luôn anh em, đi cạc luôn nha, đi cạc luôn. Nói chung đi cạc thì âm thanh nó tuyệt vời, không có chơi đâu được. Nói chung biết là cạc anh họ anh em hỏi chơi nha. Nói chung cái dòng này anh em hỏi chơi mới được, càng quá tuyệt vời, phải nó đẹp. Cái mẫu nó nhìn mình cầm vô nó rất là chắc chắn nha anh em, chắc chắn nha, rất là, nói chung là nhìn em thiệt quá đẹp. Rồi sau thì trên đây thì những cái mấy cái đầu đó nè anh em ha, thì em sẽ em bây giờ xuống em sẽ tháo phía bên trong cho anh em xem nha. Em để lên em quay cho nó đẹp đó anh em. Bây giờ em đưa nó xuống nha, đưa nó xuống em sẽ tháo được cửa ốc ra để cho anh em xem về cái bên trong đó thôi chứ không có gì hết.
Trên đây là cái đầu thu nó nha anh em, trên đầu thu nó nha ha. Trên đây có những cái tem của nó nè, chữ tàu không ạ. Em quay về phía sau cho anh em xem một cái sao nha. Đây nha, đây phía sau đó anh em, phía sau đó nha. Cái này là hàng mới lên về cái đợt luôn, nó này nó bụi ra, nó bụi ra đó anh em. Anten này ha, cái này là chỉnh dặn, mình dặn lên giống như để sóng hút mạnh đó. Còn này xài nguồn 12V nó to rồi. Dòng này mình tăng decibel lên, giảm nè, giảm hoặc mà cân bằng giữa không decibel được ra. Ở đây xài ba lăng nè, cái này volume A nè, volume B nè, cái này thì chỉnh tăng sóng này anten đó. Thì bây giờ em sẽ tháo bên trong cho anh em xem về cái con bên trong ruột của thằng Disco này nha. Em tháo anh em xem nha, hay mà tháo cho anh em xem trong con này nha. Cái dòng Midgo thì anh em nên gia đình nên chưa có nên mua cái này đi, ca hay. Dòng này thì dòng này mình làm sự kiện được luôn nha anh em. Dòng là Midgo này gọi là Midgo chiên luôn rồi, chiên luôn. Nhưng con này thì tiếng nó rất là dày, rất là hay. Cái này thì anh em lên mạng đi, có nhiều con đó, nhiều anh em bán nhiều, nó có nhiều mẫu đen đó, nhiều con 60 triệu có luôn anh em, nó mắc lắm. Nhưng mà cái này thì giá nó trên 2 triệu con này nè. Nhưng mà anh em mua tiền nào tính, nói chung bây giờ tiền nào của nấy nè anh em, nói chung nó không có thời mà rẻ mà ngon không có. Dùng tiền nào của đó, ví dụ như cái mic 2 triệu thì nó hay theo giá 2 triệu với anh em. Để em kiếm cái góc này dặn cái này. Này nó xài ốc lục giác anh em, nên phải dặn bằng cái này nè. Đó, xài ốc lục giác nha. Anh em ốc lục giác nè. Đỏ một giá ha. Đó. Còn hồi mấy mấy dòng mít cao cấp nữa xài ốc lục giác lắm. Và em sẽ tháo bên trong nha. Quay lại đi. Tháo bên trong cho anh em xem. Đó. Đây, về bên trong. Cho anh em xem ha. Tại sao mít rìa cạc nó rất là mắc tiền mà rất là hay. Thì anh em nhìn cái hộp sống nè ha. Những cái linh kiện nè, nó tất cả đều linh kiện nó tụ xịn hết, toàn là xịn, nói chung quá đẹp. Nói chung rìa cạc bởi em mê, có nhiều mà em làm gặp nó là mình phải làm. Đây anh em, rìa cạc nè, nó có cái đóng mộc nè, rìa cạc. Thường hàng này cũng có loại nhái nhưng mà có chữ rìa cạc trong đây là không có chữ nhái được. Với hai anh em nhìn cái chỗ anten đó nè, cái gù anten đó nè, nó khác những cái mít khác nha, nó khác mít khác. Nó ghi cạc nổi tiếng anh em, hai hộp sóng anh em nhìn hộp sóng anh em cũng ghiền đó. Nói chung hộp sóng nó cực kỳ đẹp đó nè anh em. Quải nó mít rô ghi cạc rồi, rất là hay. Bên em phải quảng cáo không, bên em chỉ nói có sao nói vậy anh em, không phải nói quảng cáo là để bán hàng đâu nha. Tại vì đồ chất thì nó chất, để em cậy lên thử anh được nha. Để anh em để chạy lên coi cái hộp bên trong nó có cái gì nha. Cái này cũng mới, mẫu này mới về. Chứ mẫu 33 thì cũng có làm 6 người rồi. Rồi. Đây là em đã tháo bên trong anh em. Nè. Tháo cái hộp bên trong ra nè. Thì trong đây nó có những cái bộ lọc thích tơ đó. Những bộ lọc này sống nè anh em, nó sống nó đại, nó qua đây nó ra nè. Để nó đưa cái hộp thì nó lọc nhiễu thôi. Này thấy lọc nhiễu nè, cái hộp này đấy đóng vô nó lọc nhiễu nha. Nó lọc nhiễu, đừng cho nhiễu tao tần số cho nó bị ghè. Đó, tuyệt vời anh em, quá đẹp. Nói chung cái bộ rìa cạc này thì anh em hỏi nói nha. Cái dòng C9 này đời cao anh em. Đời cao hơn cái dòng 333 nha. Cái này nó xài bằng nó dò sóng bằng hồng ngoại luôn, bằng IR. Thì cái này thì con này sóng nó trên 100 m. Anh em xài thì vô tư đi.
con này không thể nào chê được, cái cạc thì khỏi khỏi chê ha, không có quảng cáo nữa. Và quay qua tới cái mic bên đây ha, mic bên đây thì em sẽ tháo về bên trong cho anh em xem ha. Đây là cái mic bên trong nha, mic này cái tự ngắt anh em, cái tự ngắt nha, tự ngắt nha, nên bỏ nó xuống đây. Cái này em đã tháo rồi nha, đó anh em xem ha. Đó thì cái đây thằng này hộp sống cũng khủng luôn nha anh em, tủ cũng rất là cao cấp luôn nha. Nè nó cũng có cái logo nè, nó cũng có mấy cái logo của thằng của đầu này. Nói chung thằng này thì anh em nhìn cái những cái đường anten nè, anten đó nè, nó cũng rất là xịn nha, nó rất là xịn nha. Nói chung cái này giống như rìa cạc đó, nhưng mà nó khác rìa cạc tí anh em nhìn coi lại ha. Và bên đây ha, bên đây nè ha, cái hộp này nó dài hơn anh em, hộp này lấy ra đó, anh em nhìn bên trong này ha, nó cũng bộ lọc nó cũng khủng lắm chứ đó anh em nhìn ha. Thì nói chung á cái mic vô thì quan trọng là cái hộp thu anh em, hay dở là do hộp thu nha, với cái tay đó nha anh em, với cái mic luôn, nói chung là đi song song, nào với thằng nào nó cũng hay, cũng có chất lượng hết nó mới hay được. Rồi, chất lượng hết mới hay được nha. Đó anh em xem ha, cái này thì khỏi quảng cáo rồi. Này em bộ này lúc trước em có ba em có nói rõ chi tiết về con này dữ lắm rồi, nhưng mà dòng này nó tự ngắt anh em, tự ngắt nè, bên sau nè tự ngắt nè, con này tự ngắt đó. Thì anh em nhìn cái bo, cái bo nó anh biết, anh em biết rồi đó, thì bởi vì em mới nói cái bo này nó giống như cạc nè, nó gần giống, nó gần giống nha. Linh kiện tụ nhôm này kia nó vẫn y gan luôn anh em ha. Hôm nay này cũng tụ nhôm nè, tụ nhôm nè, có gì nói chung nó có mấy cái con hút đại nó xài chung nè, anh em nhìn chung nè, con hút đại ga nó nè, nó xài giống giống cái con này nè, giống cái con này nè anh em, nó không bị gần nữa đó. Thì nói chung hai bộ này, bộ mít này thì chưa tới 2 triệu, còn bộ mít này trên 2 triệu anh em. Rồi thì em để so sánh cho anh em so sánh đó nha. Thì dòng mít 7 nha anh em, mít 7 nha. Và ở đây thì cái đầu thu nó là cái tay nè, để em dặn ra cho, đây là cái tay nó nè, đây là cái cụ mít nè anh em, tay mít nè ha, này ha, rồi nó này nè đó. Anh em chuẩn bị đón xem những mặt hàng tiếp theo nha, nói chung hàng đang về đủ mặt hàng cho anh em luôn. Bây giờ cỡ này em mới bán, tại vì cỡ này bắt đầu công việc nó rất xong rồi, bắt đầu nó đã đi vào ổn định rồi. Rồi anh em nào xem lại, rồi anh em nào có nhu cầu cần dòng mic Go 7 xịn thì liên hệ bên em. Dòng này là hàng này là gọi là 7 cái thị trường bên Trung Quốc, chứ không phải hàng Mỹ châu Âu gì anh em. Em nhập sao em nói vậy, nói chung nhưng mà đồ đó nó là thương hiệu, cái dòng này là dòng là có tiếng, hàng của chính hãng, nên thì anh em miễn bàn miễn về chất. Thì anh em gì có tìm hiểu những dòng mic đi thì liên hệ lên em. Nói chung cái dòng này anh em hỏi chê, nói chung là nhìn linh kiện là biết đồ âm thanh, nói chung mà hay dở do linh kiện anh em, bề ngoài là một hình thức thôi anh em để ý nha. Cơm anh em thì chủ yếu bán các mặt hàng là tất cả đều hàng có chất lượng. Và những anh em nào mới vào kênh thấy hay đăng ký kênh ủng hộ để xem mặt hàng bên em nha. Và em cũng kết thúc video hôm nay, hẹn những anh em những video tiếp theo, và xin chào.